Sau khi mà Thúy học xong lớp 2 á, thì Thúy bắt đầu truyền năng lượng cho cô giúp việc của Thúy. Thì trước đây á, là cô có tiền sử là bị chấn thương sọ não và cô bị gãy cái tay do bị tai nạn. Thì thỉnh thoảng thì triệu chứng là cứ mỗi khi chuyển mùa hoặc là khi mà trời mưa là cô rất là đau cái vùng đầu và buồn ngủ, buồn ngủ mà ngồi đâu ngủ đó, đứng đâu ngủ đó, ngủ gà ngủ gật. Thì sau khi thuyết chuyện cái ngày đầu tiên á, là cô nhận năng lượng, cô nói năng lượng vô mạnh lắm con, là nó vô ngay cái vùng bị thương của cô á, cái năng lượng mà nó nẻ 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 vậy nè, rồi cái vùng đó nó đau, mà cô không thể mà chạm tay vô được luôn á. Rồi cái ngày hôm sau thì bắt đầu á, cái đau đó nó giảm dần, giảm dần. Ừ. Cho đến hôm nay thì gần như là cô nói là không còn đau nữa. Cô lấy tay cô nhấn vô cái vùng đó thì cô nói là nó không còn mềm mềm mà giống như nó chứa nước nữa. Rồi cô không có còn cảm thấy là buồn ngủ nữa. Mặc dù là trời mưa, chuyển mưa đen hết nhưng mà cô nói là cô vẫn tỉnh táo. Chứ ngày xưa mà cái thời tiết như vậy là cô buồn ngủ rất là nhiều. Rất là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời quá Thì chị. cái thời gian thì chưa Mấy đầy ngày 2 tuần đó, chưa đầy 2 tuần, tầm 2 tuần thôi. Thì khi mà cô có cái hiệu quả là ngày đầu tiên là đã thấy hiệu quả rồi, có nghĩa là trong ngày đó là sau khi truyền xong buổi sáng thì buổi trưa tới chiều tối lại là đã không có trường hợp mà ngủ gà ngủ gật rồi. hay Rồi quá chị. còn còn về đối với những người thân trong gia đình á, thì Thúy có chị hai là chế ruột của mình á, là bị viêm phổi và xẹp phổi, bác sĩ chẩn đoán là viêm phổi xẹp phổi. Thì nước da của chị á, rất là xanh và nó hơi ngã vàng vàng, người nhìn á, nhìn thấy tội nghiệp lắm luôn. Sau đó là Thúy mới nhờ ban giảng huấn hỗ trợ, thì có em Bích Trâm á, truyền năng lượng cho mỗi ngày. Thì đến hôm nay á, là chế cũng hồng hào, ăn ngon ngủ ngon và nhìn rất là khỏe luôn. Rồi thì Thúy cũng đăng ký cho chế học lớp 1, lớp 2. Thì hiện giờ chế đã học đến lớp 2 rồi. Tự nhận năng lượng mỗi ngày và cảm nhận được cái năng lượng vô trong người á, rất là rõ ràng. Cái người tiếp theo đó là mẹ của Thúy. Mẹ của Thúy là bị ca ruột, đã phẫu thuật một lần rồi nhưng mà không có dùng xạ trị hóa trị, mẹ chỉ dùng thuốc nam thôi. Thì sau 5 năm á, thì cái bệnh ca này tái phát lại, cái khối u á, nó lớn lại. Thì ngay ngay vừa cái thời điểm mà Thúy bắt đầu biết buông năng lượng gốc, thì cũng nhờ nhờ ban dẫn huấn giới thiệu những học viên mà lớp 3 trở lên của mình á, truyền cho mẹ một thời gian thì mẹ ăn ngon ngủ ngon và tăng cân. Rồi khi mà mới đầu truyền á thì mẹ không có cảm nhận năng lượng, khoảng mấy ngày đầu á thì mẹ nói mẹ không có cảm nhận được ấm nóng. Thì Thúy cũng động viên nói mẹ, tại vì nhiều khi á, do cơ thể mẹ lớn tuổi á, cho nên là cái hệ cảm biến nó chưa có nhạy. Thì thật như vậy á, thì chỉ khoảng cỡ 1 tuần lễ sau thôi thì mẹ bắt đầu cảm nhận có cái hơi nóng vô trong cái xương sống á. Thì bắt đầu là mẹ mẹ nhận năng lượng tốt. Cái vùng mà bị ca khi mà truyền một thời gian bắt đầu nó đau lên nhiều, giống như các tế bào á, nó được tác động năng lượng vô á, nó đau lên nhiều. Thì bắt đầu mẹ cũng hơi lo lắng, nhưng mà một thời gian sau nữa thì bắt đầu là cái đau đó nó giảm dần đi, và hiện tại bây giờ đó là nhìn mẹ hồng hào và tăng cân. Cho nên môn năng lượng gốc mà chú Phúc đang cho chúng ta và ban giảng huấn đang tạo điều kiện cho chúng ta học rất là tuyệt vời luôn. Đúng rồi, chị Thúy rất là nhiều. Bây giờ là chị Thúy là học đến lớp mấy rồi chị Thúy? Chị thấy học đến lớp 3 rồi. À, chúc Đến mừng chị nha. lớp 3 rồi. Rồi còn về bản thân á, còn về bản thân thì khi mà đến với môn năng lượng gốc thì những cái bệnh tật ở trên người nó cũng đã thuyên giảm nhiều rồi. Nhưng mà cái người thì nó cũng còn xanh xao lắm. Mình tiếp xúc với năng lượng gốc một thời gian ngắn thôi, thì khi mà mọi người á, gặp lại thì mọi người cũng có nhận xét là thấy thấy hồng hào hơn, rồi thấy giống như là sáng hơn và có thần thái hơn. Bình thường á là giống như là bên trong người á, nó không có được thoải mái,
rồi tâm trạng cũng không vui. Nhưng mà khi mà mình thực hiện năm năng lượng gốc, mình thực hiện năm yếu tố tình thương á, thì có một điều mà Thúy rất là vui mừng luôn, đó là mình gần như là mình kiểm soát được cơn giận đối với con. Bình thường á, là con mè nheo hay là con đòi hỏi gì đó là mẹ nạt ngay, rồi mẹ quát, rồi mẹ la, rồi hai mẹ con và ba rất là căng thẳng với nhau. Nhưng mà sau khi mà mình thực hiện năng lượng gốc một thời gian rồi á, là tâm trạng của mình á, nó trở nên nó nhẹ nhàng hơn, rồi giống như là mình kiểm soát được cái cảm xúc của mình rất là tốt luôn đó. Chúc mừng chị. À, nghĩa là mình đã phải thực hành đúng năm yếu tố tình thương thì khi mà mình học năng lượng gốc thì nó mới có hiệu quả. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn. Đúng không? Chị đã xong phần chia sẻ của mình rồi, hy vọng là các cô chú các anh chị chúng ta có một buổi học thật là hiệu quả, và mình kiên trì mình thực hành năng lượng gốc sẽ mang lại cái giá trị tích cực cho bản thân mình. Về cái vấn đề mà trẻ khỏe là bản thân Thúy một thời gian ngắn đã nhìn thấy rõ rồi đó. Rồi còn về sức khỏe của gia đình, những người thân thì cải thiện đáng kể. Cho nên trong 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 thâm tâm á, vô cùng biết ơn chú Phúc, biết ơn ban giảng huấn, và vô cùng tin tưởng cái bộ môn này nó sẽ giúp cho tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta có được một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng trong cái tương lai.